chương trình chia sẻ kinh nghiệm du học hôm nay. Thì Tân Đại Dương xin chia sẻ cho các bạn các hoạt động cho du học sinh khi du học tại New York, Mỹ. Thì du học tại nền giáo dục tầm cỡ Hoa Kỳ đã từ lâu thì không chỉ là ước mơ của riêng ai. Và du học nơi đây thì là một trong những thành phố đại học, thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ. Đôi khi còn được gọi với cái tên ấn tượng như là thành phố không bao giờ ngủ hay là quả táo lớn. New York thì tập trung những trường đại học danh tiếng quốc gia và thế giới như là trường đại học thành phố New York hay là Viện Kỹ thuật Thời trang, Đại học Columbia hay là Đại học New York, v.v. Là du học sinh nơi đây thì có rất nhiều hoạt động thú vị và hứa hẹn chào đón các bạn. Về mua sắm thì các bạn có thể tới khu phố mua sắm Columbus Circle. Thì những hoạt động mua sắm tại đây sẽ đem lại cho bạn những hiểu biết rõ ràng và thực tế hơn về lối sống cũng như là phong cách mua sắm của người Mỹ. Columbus Circle nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời, những kiến trúc với sự phối hợp hài hòa giữa khu mua sắm và các nhà hàng ăn uống sang trọng. Hàng hóa tại đây thì đa dạng về mọi mặt, mẫu mã cũng như là nhãn hiệu cho tới giá cả sẽ khiến cho bạn là cảm thấy rất là tiện lợi. Thứ hai đó là đại lộ số 5, thì bạn muốn đặt chân tới một thế giới thời trang để mua sắm bất kỳ những nhãn hiệu nổi tiếng nào thì khu vực giàu có chính này là địa điểm mong chờ của các bạn. Và đại lộ số 5 nổi bật với những nét kiến trúc độc đáo, hệ thống sầm uất với những cửa hàng thời trang đầy sang trọng và mời mọc bước chân du khách. Thứ ba đó là Staten Island Mall, thì là một trung tâm mua sắm ở quận Staten Island, New York. Để tới đây thì có hệ thống xe bus dài đặc, thuận tiện cho những sinh viên không có phương tiện đi lại riêng và ngay cả những du học sinh mới sang chưa hiểu biết về đường xá New York. Và đến đây thì bạn sẽ mất không ít thời gian để thăm thú hết gần 200 cửa hàng lớn nhỏ khác nhau và được thưởng thức những món ăn đa dạng tại hơn 20 quán ăn theo những phong cách ẩm thực khác nhau. Về lĩnh vực du lịch thì du học New York, bạn đừng bỏ lỡ những cơ hội được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc, những tuyệt tác doanh nhân nổi tiếng thế giới và khám phá những điểm đến vô cùng thú vị nơi đây. Và một trong những công trình mà phải kể đến đó là tượng nữ thần tự do. Tượng nữ thần tay giơ cao bó đuốc thể hiện những khát khao tự do, dân chủ và biểu trưng cho ánh sáng văn minh của loài người. Và bức tượng có chiều cao là 93m, nặng 229 tấn và bên trong thân tượng thì có cầu thang sáng óc và giúp cho du khách có thể leo lên vùng đầu của bức tượng. Và tiếp theo đó là tòa nhà Empire State. Thì tòa nhà Empire State thì tòa nhà cao nhất thành phố New York, là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất nước Mỹ, nằm uy nghi giữa lòng New York rộng lớn như một niềm tự hào lớn lao của người dân Hoa Kỳ. Và Empire State Building thì được thiết kế theo phong cách Art Deco với phong cách hiện đại, bao gồm 102 tầng. Đặc biệt thì tại tầng 86 của tòa nhà có đài quan sát ngoài trời lý tưởng nhất và có thể giúp bạn ngắm toàn bộ quang cảnh của New York. Tiếp theo đó là công viên Central Park. Bạn hãy ghé thăm Central Park để tận hưởng cảm giác thoáng đãng, an lành và một không gian thiên nhiên kỳ diệu nằm ngay giữa lòng thủ đô nhộn nhịp và náo nức. Đến tham quan công viên thì bạn có thể đi dạo vào ngoại cảnh. Ở đây thì có thể giúp cho bạn tạm gác những bề bộn của cuộc sống. Và vào mùa đông thì bạn cũng có thể là chơi trượt tuyết. Mùa xuân thì ngắm những đàn chim di cư. Mùa hè thì đắm mình trong những hồ nước mát lành. Và một địa danh nổi tiếng tiếp theo đó là vườn bách thú Frost. Thì tới với vườn bách thú lớn nhất Hoa Kỳ để ngắm những vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên, từ dòng sông Frost hiền hòa cho đến những loài động vật đa dạng với muôn màu sắc rực rỡ. Và tại đây thì bạn được biết đến với 4.000 loài động vật. Và thú vị hơn thì bạn được ghé thăm khu rừng Congo Gorilla. Bạn sẽ được tận mắt quan sát cuộc sống của những loài động vật như là linh trưởng, sư tử biển hay là chim, ong. Và chuyến đi dã ngoại của bạn chắc chắn sẽ hứa hẹn vô vàn những kỷ niệm và những khoảnh khắc đáng nhớ. Và Tân Đại Dương cũng hy vọng rằng với những chia sẻ trên thì những du học sinh sẽ có những chuyến vui chơi thú vị và đầy ý nghĩa trong những kỳ nghỉ của chuyến du học Mỹ của mình. Và khi cần được hỗ trợ hồ sơ du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là các bạn có thể liên hệ ở địa chỉ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mùa du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Minh Châu. Thì bạn Châu vừa nhận được visa du học Mỹ và chúng ta cùng trò chuyện với Minh Châu để tìm hiểu xem lý do tại sao Minh Châu lại chọn Mỹ để du học nhé. Chào Minh Châu. Dạ, em chào chị Sa. Em nhất đến hết về bản thân mình. Dạ,
Em tên là Sầm Thị Minh Châu, hiện tại em đang ở thành phố Hồ Chí Minh và công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh thẻ của ngân hàng Shinhan. Tuy nhiên thì qua quá trình làm việc á thì em thấy là mức lương hiện tại thì nó không có phù hợp với lại cái bằng cấp của em. Và em thấy là những cái bạn cùng trang lứa học đại học của em á thì đa số là đi du học ở tất cả các nước, thì có thể là sau khi du học về với cái bằng thạc sĩ của nước ngoài thì mình có thể làm ở những công ty nước ngoài lớn với mức lương hấp dẫn. Vì thế em chọn du học Mỹ. Và hơn thế nữa thì theo em biết một số thông tin thì Mỹ là một nước có nền giáo dục rất là tốt và nhiều trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Và hơn nữa em chọn bang Florida vì cái bang đó thì nó khí hậu khá là giống Việt Nam và thời tiết mát mẻ. Và cái trường Northwood mà em theo học thì đa số giáo viên ở đó là có những cái bằng giáo dục cấp cao. Thì có thể là lúc mà em học thì họ sẽ dạy cho em những cái kinh nghiệm mà mình ở đây mình không thể lĩnh hội được. Thì lúc đầu á làm hồ sơ ở công ty Tân Đại Dương thì em chỉ suy nghĩ một phần là mình tự tin về cái khả năng học và những cái hồ sơ là trước đây học bạ của em thôi thì nó khá là tốt. Tuy nhiên thì nó chỉ là mang khoảng 50% thôi, còn 50% còn lại là do cái cách mình khi mình đi vào lãnh sự quán rồi cái cách mình trả lời với họ. Thì lúc sáng á em đi phỏng vấn thì lúc chạy xe thì rung lắm, nhưng mà vô trọng á thấy người ta xếp hàng đông, có người cũng đậu, có người cũng rớt, nhưng mà mình cứ suy nghĩ là mình cứ nói tự nhiên, người ta hỏi gì nói đó, mình cứ nhìn thẳng vô mắt người ta mình nói, thì có thể là cái đó là một cái cảm giác để cho người ta có cái thiện cảm về mình. Dạ, cái cảm giác của mình khi nhận được visa du học Mỹ thì lúc đó lúc mà em nhận được visa thì em nghĩ đầu tiên là em nghĩ tới ba mẹ. Tại lúc mà trước khi đi á, ba mẹ rất là lo, ba mẹ đòi đi theo, thôi cho ba mẹ đi theo đi, để lúc mà ra phỏng vấn xong á ba mẹ biết kết quả. Cái em nói thôi để tự em đi một mình thôi, thì bây giờ tự đi một mình được thì mai mốt đi du học Mỹ mới đi một mình được. Cái mẹ nói thôi vậy mẹ ở nhà, khi mà ra thì điện thoại cho mẹ biết liền. Ở Việt Nam thì em học theo đại học chương trình liên kết giữa Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với Đại học Sunderland của Anh Quốc. Thì thời gian em học là khoảng 4 năm rưỡi. Thì sau khi ra trường em tốt nghiệp khoảng cuối năm 2013, thì sau đó em phụ gia đình kinh doanh, rồi em học Anh văn, rồi em đi làm ở ngân hàng Shinhan thì được khoảng 4 tháng. Thì cái dự định đi du học thì cũng cách đây là cũng 1 năm rồi, gia đình cũng muốn em đi du học, nhưng mà em thấy là ra trường rồi thì em cũng muốn là thử sức mình làm ở Việt Nam, thử coi cái khả năng mình, với lại coi thử người tuyển dụng á, người ta nhận diện cái bằng cấp của mình với lại cái khả năng của mình ra sao. Thì sau quá trình làm 4 tháng á thì em thấy là với tấm bằng cử nhân thì là ai cũng có được cái tấm bằng cử nhân. Nếu mà mình có cơ hội mình đi học thạc sĩ thì mình nên đi học thạc sĩ. Sau đó mình về có thể là mình cũng làm ở chỗ đó, nhưng mà mình sẽ làm một cái vị trí rất là cao hơn. Tại vì đa số trong ngân hàng Shinhan em thấy là mấy anh chị trong đó toàn là đi du học về không. Dạ. Nên lúc đó em mới có động lực là thôi thì ba mẹ cũng muốn, mà em thấy thì bây giờ nó cũng là một cái cơ hội tốt cho em nên em chọn đi du học. Dạ, là ở Việt Nam em đã hoàn thành xong chương trình đại học ngành tài chính ngân hàng. Dạ. Thì qua Mỹ mình học thạc sĩ có tiếp tục chuyên ngành tài chính ngân hàng hay không? Dạ không, tại vì do là em có dì của em ở bên Mỹ nên em chọn cái trường gần nhà dì để cho tiện đi lại á. Thì em chọn cái trường đó, nhưng mà cái trường đó thì nó không có đào tạo thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng. Thì cũng vô tình là nó chỉ đào tạo ngành quản trị kinh doanh. Thì em cũng có một cái suy nghĩ là mình đã học tài chính ngân hàng rồi, ở Việt Nam rồi, thì nếu mà mình học lên cao của ngành tài chính ngân hàng nữa thì nó cũng là những cái kiến thức đó chỉ là nâng cao hơn thôi. Thay vì vậy thì mình nên học quản trị kinh doanh, thì sau này mình có thể về làm ở những cái chức như trưởng phòng hoặc là giám đốc về cái công ty tài chính hoặc là bất kỳ ở ngân hàng nào. Cái cơ hội việc làm của mình nó cũng sẽ được mở rộng hơn. Dạ. Đúng không? Và nhìn thì cái kế hoạch học tập của em khi qua Mỹ như thế? Dạ. Đầu tiên em qua Mỹ thì em sẽ học Anh văn khoảng 9 tháng, sau đó em sẽ chuyển qua học thạc sĩ về ngành quản trị kinh doanh khoảng 2 năm. Rồi sau đó em sẽ trở về Việt Nam xin vào bất cứ công ty nước ngoài nào. Thì tại em thấy đa số ở Việt Nam những công ty nước ngoài á nó ưu tiên nhất là những cái du học sinh đi về với tấm bằng thạc sĩ. Mình sẽ có nhiều cái kinh nghiệm và lĩnh hội được những kiến thức ở bển nhiều hơn. Với lại hơn nữa là Việt Nam thì mình được gần gia đình mình nữa, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà chia sẻ kinh nghiệm thật sự thì lúc đầu á cũng có nhiều người quen đó là nếu mà khả năng mình học tốt mình cũng có thể tự làm được, nhưng mà
có thể là nó có những cái chỗ mà mình không biết được, thì công ty á là cái người mà thường làm hồ sơ cho sinh viên nhất, thì người ta sẽ nắm rõ những cái ngõ ngách hay là những cái chi tiết nào mà để cho học sinh tránh ra. Thì công ty Tân Đại Dương cũng tạo cho gia đình em một niềm tin là thêm một phần nữa để mình thấy là cái cơ hội mà mình đậu visa khoảng 90 mấy%, thì còn khoảng những cái phần trăm nhỏ còn lại là dựa vào cái sự tự tin của mình, với lại mình đừng có run sợ, mình cứ nhìn thẳng vô mặt người ta mình trả lời giống như là hai người bạn vậy đó. Thì hiện tại công việc của em đi làm á thì khá là bận rộn, thì lúc đầu thì ba mẹ em đến đây để hỏi, rồi xong chị Thúy cũng nói chuyện với ba mẹ, rồi sau á thì tại do ba mẹ em phải về quê á, thì những cái công tác sau thì là chị Thúy liên hệ với em, ví dụ như bổ sung hồ sơ này kia. Thì những cái lúc mà em không có đi làm á, hoặc là em tranh thủ dành một thời gian nhỏ, thì em tới đây để em học những cái kinh nghiệm, bí quyết để mà em trả lời, rồi em có nhiều cơ hội để nhận visa hơn. Rồi đến gần tới cuối á thì là chị Thúy liên hệ liên tục là để em mang cái này lên, mang cái kia lên, rồi xong rồi chị Thúy hỏi mấy cái câu hỏi, rồi xong rồi chị Thúy thấy nó cũng tạm tạm, rồi qua bữa sau cũng kêu lên hỏi lại nữa. Rồi trước khi đi phỏng vấn, như sáng nay phỏng vấn thì chiều hôm qua em có đến đây, chị Thúy sắp hồ sơ lại, xong rồi chị Thúy hỏi lại một lần nữa, rồi kêu về nhà tối nay ngủ sớm đi, đừng có suy nghĩ gì hết á. Mà tối ngủ sớm thì 9 giờ ngủ rồi. Giờ em học phỏng vấn với anh Khôi khoảng 3 buổi. Thì đầu tiên là anh đưa cái tờ chương trình của công ty mình cho em học coi sơ, rồi anh giải thích từ câu, sau đó anh kêu về nhà là mình lên cái trang web của trường á để mình tìm hiểu thông tin thêm. Tại vì nếu mà học đưa ra một cái chung á thì có thể là ai cũng học được, thì mình nên tìm những cái nổi bật riêng của mình á để mình trả lời, có thể đó là tạo điểm nhấn cho với cái người phỏng vấn mình. Thì học xong tiếng Việt thì anh Khôi kêu em á, nếu mà có khả năng thì dịch sang tiếng Anh. Thì em thấy là do em cũng có thể dịch được, nhưng mà do thời gian của em không có nhiều á, thì em đưa anh Khôi sửa, rồi anh Khôi chuyển mail lại cho em. Rồi sau đó em học những cái ý chính ở đó. Dạ. Rồi xong rồi em lên gặp chị Thúy để chị Thúy phỏng vấn thử. Thì lần đầu á trả lời ấp a búng mà. Tại suy nghĩ, tại vì nó có sẵn cái lời á, cái em suy nghĩ em cứ học thuộc cái đó. Xong rồi chị Thúy nói em đừng có học thuộc theo quá, ví dụ em suy nghĩ những cái ý chính rồi em tự nói theo ý em. Dạ. Thì qua hôm sau chị Thúy kêu lên lại, thì chị Thúy nói tạm ổn rồi. Rồi tới ngày cuối thì cũng có mấy cái câu hỏi mới á, chị Thúy tự hỏi em, thì em cũng trả lời tạm tạm à. Nhưng mà sáng thì vô phỏng vấn á, cái ông đó hỏi dễ lắm, hỏi mấy câu đơn giản thôi à. Cái em cũng cười cười do em trả lời bình thường, không có run gì luôn á. Mà lúc đi run lắm, nhưng mà vô gặp ổng xong có run chứ. Em học với anh Bảo Anh một buổi sáng. Dạ. Thì ảnh dạy cho tụi em những cái kinh nghiệm là mình đi phỏng vấn mình phải nhìn thẳng vào mặt cái người phỏng vấn mình, rồi mình chia sẻ giống như mình nói chuyện, mình phải cứng rắn là cái đó là thật, để cho người ta tin là cái người ta sẽ có cảm tính về cái điều mà mình nói là đúng. Dạ. Rồi anh nói là đi phỏng vấn thì mà không có cần phải mặc đồ cầu kỳ đâu, mặc cái đồ nào mà mình thấy là mình tự tin là được. Và chị cảm ơn chia sẻ của Châu trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn cái niềm tin của em và gia đình đã đặt ở Tân Đại Dương. Thì một lần nữa thì thay mặt công ty Tân Đại Dương chúc em và Mỹ học tập thật là tốt. Dạ. Thì thay mặt đây em cũng cảm ơn công ty Tân Đại Dương đã tạo điều kiện để cho em nhận được visa một cách dễ dàng như vậy. Thì em thấy là tự tin để em có thể ở Mỹ để du học. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Minh Châu chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học, thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.